Vâng, xin chào các bác. Tiếp tục thì em sẽ lên cho các bác một con Center hàng nội địa Nhật. Con này thì nó là con đề nông có mã là CM380. Center này của nó thì sướng lắm các bác. Các bác làm loa để nghe nhạc hay là mình làm loa trợ lời sướng lắm. Tiếng nó gọi là cực kỳ chi tiết các bác nha, cực kỳ chi tiết luôn. Mà giá thì con này nó vừa phải chăng, không cao mà cũng chả thấp. Nó trung bình nhưng mà cái chất tiếng của nó hay lắm các bạn. Giá con này thì có 800 rưỡi thôi. Đấy, 800 rưỡi. Nó sẽ bao gồm là hai con trung âm hai bên thôi nhá. Đấy, nó vừa cung cấp hỗ trợ giải tép, giải trung. Ví dụ như các bác đang dùng những cái bộ dàn như trên đấy mà đang thiếu đi những cái giải trung, giải tép thì mình có thể bổ sung con này cho em. Chỉ cần một con thôi. Một con thôi là tiếng nó đã hay lắm rồi. Nó sẽ hỗ trợ cho các bác cái giải trung, giải tép nó sáng quắc luôn các bác nhá. Bởi vì bản thân nó sinh ra ấy, thì nó đã được định vị là một con loa gì ạ? Loa trung và loa tép. Đấy, nó bổ sung giải trung và giải tép cho một bộ dàn. Thế nên là khi các bác chơi những con như này nó mới sướng này. Tiếng nó chi tiết và nó cái gì đó nó nghe nó phê lắm các bạn. Đấy, thì giá như em đã báo nhá là 800 rưỡi. Đấy thì bác nào mà tôi để các bác nào chốt hôm nay em để các bác 800 luôn. Đấy, 800k. Bác nào mà chốt thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Một trong hai số thì các bác gọi cho em số nào cũng được. Hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng. Địa chỉ cửa hàng ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé. Bác nào chốt thì em sẽ có video clip test bàn giao đầy đủ cho các bác. Vậy nên là các bác cứ yên tâm, không phải sợ à, lừa đảo hay lầy lọ các thứ. Nhà em bán hàng ở đây 11 năm rồi. Các bác cần thì cứ qua trực tiếp cửa hàng số 57 đường Nguyễn Hoàng các bác nhá. Em xin chào.